thờ. Dấn. Dấn á, đây nè, út dấn cái đó. Rồi xong rồi mi giữ nó này ha, ba ve cái xe. Dạ dạ dạ. Em muốn đi qua ngoài không? Nghe cái chùa luôn. Nói xuống dưới thì đó là chùa đóng cửa hả? Qua ai mở quán thôi. Yeah.